Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài số 4 luôn không nào. Trong clip hôm nay, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài số 5. Đó chính là luyện tập axit, bazơ và muối, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Ha. Đây, hai phần. Thì hai cái phần này, những nội dung chúng ta đã được học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại. Những kiến thức chúng ta cần nắm đó chính là gì, phải nào? Như vậy thì ở trong cái phần này chúng ta cần phải nắm những kiến thức này. Acid ha, acid khi tan trong nước sẽ phân ly ra, đó chính là ion H cộng. Cái này chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Bazơ thì khi tan ở trong nước phân ly ra cái ion là OH trừ. Acid ở đây ví dụ như là HCl hoặc là H2SO4 hoặc là HNO3 vân vân ha. Còn OH thì ví dụ NaOH, CaOH tất cả hai lần ví dụ vân vân. Khi trong nước thì phân ly ra cái OH, OH trừ này, còn đây là H cộng này. Hiểu chưa nào? Hydro xít lượng tính, nghĩa là khi tan trong nước vừa có thể phân ly như axit, nghĩa là nó có thể phân ly ra là H cộng và vừa có thể phân ly ra như bazơ, nghĩa là nó cũng có thể phân ly thành OH trừ. Cái hydroxit lượng tính chúng ta được học ví dụ như là nhôm này, OH tất cả 3 lần này, hoặc là kẽm OH tất cả 2 lần. Đây là hai hydroxit lượng tính mà chúng ta rất là hay gặp trong bài tập. Các em lưu ý giùm thầy nha. Được chưa? Hầu hết các muối khi tan trong nước phân ly hoàn toàn ra cation. Ha, kim loại hoặc là cation NH4 cộng và anion gốc axit. Cation nghĩa là ở đây sẽ là ion dương này. Kem nhớ không thầy như vậy. Cation nhớ nha. Cation là ion dương, còn anion ở đây nghĩa là ion âm. Nhớ giùm thầy nha, chứ không dụ đọc người ta hỏi là cation kim loại là gì mà không biết là không được. Được chưa? Muối thì thầy lấy ví dụ NaCl này. Cái này thầy phân tích ở trong sách, còn riêng các em là ghi chép ở trong vở các em nha. Ví dụ NaCl thì nó sẽ phân ly ra cation, ở đây là natri cộng này, cộng với clo trừ. Như vậy thì cation kim loại đây chính là Na cộng này, còn anion gốc axit đây chính là clo trừ này. Hiểu chưa? Nếu gốc axit còn chứa hydro có tính axit, nghĩa là ở đây là muối axit đấy, ví dụ như là NaHSO4 này, ha, natri hydrosulfat này, thì gốc đó tiếp tục phân ly yếu ra cation H cộng và anion gốc axit. Các em có hiểu chưa nào? Đó nghĩa là ở đây chúng ta hiểu là nó phân ly là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Còn nhớ nè. Đó, thì cái này chúng ta vào ở trong cái phần axit bazơ và muối chúng ta xem lại. Đấy là nãy giờ chúng ta làm việc từ cái 1, 2, 3, 4. Đây chính là cái nội dung của gì? Axit bazơ và muối, nó rơi vào 4 kiến thức này. Và cái phần này chúng ta ghi vào trong vở để chúng ta học, chúng ta không được ghi vào trong sách giống như thầy như này. Giáo viên sẽ gõ cái đầu của em ngay lập tức, cái bóp. Thứ nhất là dơ sách, thứ hai là ghi tài liệu vào trong đây để mà cố tình chống đối giáo viên mà để kiếm điểm 10. Gặp thầy mà ghi như này thầy cho điểm điểm mấy? Điểm 0 ngay lập tức. Ok, thầy ghét nhất là cho học sinh mà ghi vào trong đấy để mà kiếm điểm nghe. Thực sự là như thế, gọi là không trung thực, không trung thực đối với bản thân và đối với người khác, không tốt, đúng không? Rồi tiếp tục, cái tích số ion của nước này là một cái hằng số nào đó, nghĩa là KH2O. Và trong một số cái quyển sách của nước ngoài nó ghi là K của water, nước là water đó. Học thì dốt tiếng Anh nhưng mà bị đặt đọc thì ghét ha. Như vậy thì thầy nói là này, tích số ion của nước KH2O thì nó sẽ bằng là gì? Cái nồng độ của ion H cộng nhân với cái nồng độ của OH trừ, nó sẽ bằng là 1,0 nhân cho 10 mũ trừ 14. Một số sách người ta không có ghi, một số sách cũ nha, đây này,
Một số sách cũ thì cái này người ta không có ghi nha, 1,0 người ta không ghi, mà người ta chỉ ghi là 10 mũ trừ 14. Và đặc biệt các em lưu ý cho nhìn thầy là ở 25 độ C nhé. 25 độ C nghĩa là cái nhiệt độ bình thường, gọi là nhiệt độ phòng các em. Không? Một cách gần đúng có thể coi giá trị của tích số này là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau. Các em nhớ giùm thầy cái này đó. Như vậy thì như này, nếu như ở trong trường hợp này mà chúng ta biết được cái nồng độ của ion H cộng thì chúng ta sẽ suy ra được cái nồng độ của ion OH trừ. Nghĩa là từ đây có phải các em sẽ suy ra được là gì? Có phải các em suy ra là OH trừ nó sẽ bằng là 1,0 nhân 10 mũ trừ 14 chúng ta chia cho cái nồng độ ion H cộng. Nếu chúng ta biết được cái nồng độ ion H cộng để tính được ion OH trừ thì các em sẽ suy ra như này. Và ngược lại, nếu như người ta cho các em là cái nồng độ ion OH trừ để tính được H cộng thì các em sẽ lấy số liệu này các em chia cho OH trừ. Vậy thôi. Các em có hiểu chưa? Đó, cái này học thuộc lòng giùm thầy nha. Và cái công thức của logarit ấy, tí thầy sẽ nói xong. Các cái giá trị nồng độ ion H cộng và bazơ, thành pH, nồng độ pH đặc trưng cho các môi trường này. Thứ nhất là trung tính này, là nó bằng 7 này. Đây, và bằng cái nồng độ, nhớ giùm thầy đầu tiên các em sẽ nhớ giùm thầy cái nồng độ của ion H cộng trước, sau đó tới pH này. Được chưa? Các em có công thức gì nào? Các em còn nhớ nè. Như vậy thì để làm được cái điều này, các em nhớ giùm thầy thêm một công thức này nữa này. Đó chính là cái nồng độ ion H cộng của chúng ta ấy, mà bằng 10 trừ A. Tại vì ở đây á, chúng ta học theo logarit, mà logarit toán học thì chúng ta được học toán của 12 chứ không phải toán 11. Nên thầy không đi sâu vào cái việc là tính toán logarit là như thế nào, tại sao nó lại bằng như thế, mà ở đây các em thừa hưởng cái công thức đó để chúng ta làm bài tập thôi. Tại vì ở trong chương trình toán học 11 chưa học cái toán logarit các em ạ. Như vậy nếu chúng ta biết được cái nồng độ ion H cộng là bằng 10 mũ trừ A thì thầy sẽ suy ra được pH của chúng ta là bằng A. Thầy lấy ví dụ, ví dụ nồng độ H cộng của chúng ta ví dụ là bằng 10 mũ trừ 4 này, thì thầy sẽ suy ra cái nồng độ pH ở đây sẽ bằng mấy? A là tương ứng số 4 này sẽ bằng 4. Thì thầy kết luận đây là môi trường gì em? Đây chính là môi trường axit, tại vì pH nhỏ hơn 7,00. Hiểu chưa? Hiểu chưa các em? Hiểu rồi đúng không? Phần này học dùm công thức này, ghi vào công thức kê tích của tích số ion của nước cũng ghi vào, học thuộc lòng dùm thầy. Mà nó dễ nhớ các em, dễ nhớ, thầy nghĩ thế. Nó chẳng có gì gọi là phức tạp cả, có đúng chưa? Và đặc biệt công thức này cũng khá quan trọng để mà người ta đi tính được cái nồng độ pH, để người ta kết luận nó là môi trường kiềm hay là môi trường axit hay là môi trường trung tính. Ok. Và khi đó chúng ta có thể nhận xét được cái quỳ tím nó chuyển sang là màu đỏ hay là không biến đổi, hay là chuyển sang màu màu xanh, xanh đậm hay xanh lợt, hay là phenol phthalein. Các em phải nhớ, hiểu chưa? Và cái tích số này nữa, những cái nào thầy nhấn mạnh và nói nó quan trọng thì các em lưu ý và học thuộc lòng giùm thầy. Đừng có bảo tại sao là em mất cái gốc của môn hóa năm lớp 8, lớp 9 này nọ. Các em đừng để mất gốc. Tại sao các em bị mất gốc? Tại vì các em ham chơi, các em không học công thức và các em không chịu suy nghĩ, không có sự cầu tiến, tiến bộ bằng bạn bằng bè. Lúc nào lên trên bảng cũng là không điểm mà một điểm, cái mặt nó ê ra. Thầy nói lớp 11 chứ, mắc cỡ lắm nha. Lên trên bảng mà thầy nói các em để tâm sự chút xíu. Lên trên bảng mà thầy nói, hồi thầy trước thầy đi học mà nha, mấy bạn mà học không được tốt ấy, lên trên bảng môn toán, môn lý, môn hóa cứ ăn 1, 2, đi điều bước. Thầy nói các em là cái mặt nó ê giống như là cái trai mơ ấy. Còn riêng thầy thì nói chung là điều xấu trai một chút, chứ mà lên thì các em xinh gái này nọ thì rất là thích. Tại vì con gái thời nay là thích học giỏi em, thích con trai học giỏi. Học giỏi có nhiều cái lợi. Nào được đi ăn, đi mời, đi chơi rồi đấy là sướng lắm. Mặc dù mình có xấu trai đi chăng nữa thì mình học giỏi cũng được, ok à. Được không nào? Nói cho vui nha. Rồi, ok, chúng ta đi sang phần tiếp theo ở trang 22 nha. Rồi, chúng ta đi sang phần tiếp theo, đó chính là
Cái phần số 7 này, màu của quỳ, quỳ đây nghĩa là quỳ tím này, phenol phthalein và chất chỉ thị vạn năng trong dung dịch ở các cái giá trị pH khác nhau. Như vậy thì ở đây chúng ta lại xem lại ở trong cái bảng 1.1 và 1.2. Nghĩa là ví dụ nồng độ pH nó nhỏ hơn 7 thì nó là môi trường axit thì quỳ nó sẽ chuyển sang màu gì. Ok, pH bằng 7 thì quỳ như thế nào, pH lớn hơn 7 thì quỳ như thế nào, các em hiểu chưa nào? Nhớ rằng giùm thầy là nồng độ pH càng nhỏ thì axit là càng mạnh, nồng độ pH càng lớn thì bazơ càng mạnh càng lớn, nhớ như vậy. Ở nó nghĩa là nó đi tiến về hai cái đầu, nghe hai cái đầu nha. Đấy. Còn riêng phenol phthalein, các em nhớ giùm thầy đó chính là cái ngưỡng 8,3, được chưa nào? Thì nó chuyển sang màu hồng. Thì các em cứ vào nhìn vào này trong cái bảng 1.1 và 1.2 này để các em học. Phải học, các em phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng giùm thầy nhé. Cái này nó còn lên lớp 12 là cái năm cực kỳ quyết định của các em. Và các em cứ yên tâm, đã có thầy. Còn thầy làm theo sức lực của thầy. Còn các em mà muốn tiến xa hơn nữa, đi vào đại học Bách Khoa, đi vào đại học Y Dược, thì các em phải cày sách nâng cao, phải nhiều lên. Chứ còn thầy ở đây thầy chỉ giúp ở sách giáo khoa thôi, chứ thầy đâu có rảnh đâu mà quay nhiều đúng không? Còn khi lên năm 12 thì thầy sẽ cố gắng ôn tập, ôn luyện để thi đại học rồi này nọ. Thầy hứa là thầy sẽ làm, Việt Nam nói là làm. Còn không làm được thì thôi, gọi là thất hứa. Được chưa? Ok. Thì tới hiện tại bây giờ lớp 11 thì thầy vẫn hứa các em mà đúng không? Vẫn đi theo các em đấy. Ta đi sang cái phần số 8 em. Đây, tiếp tục là tới cái phản ứng trao đổi ion này. Trong dung dịch axit chỉ xảy ra đây đây này, nhớ giùm thầy này. Mà ở trong clip ở cái bài số 4 phải không? Thầy đã làm ví dụ này, chất kết tủa này, sau phản ứng phải tạo ra được cái này, chất kết tủa này, chất đường ly yếu, chất khí thì cái phản ứng trao đổi ion này nó mới xảy ra được. Đối với chất kết tủa và chất khí thì gần như chúng thầy đã dạy ở trong chương trình trung học cơ sở rồi. Lên trên này có chất đường ly yếu. Chất điện ly yếu ở đây đó chính là nước với lại là axit yếu, nhớ giùm nha. Chứ người ta cứ bảo chất điện ly yếu ở trong bộ não mình, à, chất điện ly yếu là gì và nó được nhận biết như thế nào? Thì nếu như bạn nào chưa biết chất điện ly yếu là gì thì vào cái bài số 1 sự điện ly, chúng ta sẽ biết chất điện ly yếu và chất điện ly mạnh ha. Thì trong đó nó có nước này và axit yếu thì phản ứng đấy nó vẫn xảy ra được. Thì lấy ví dụ như là tại sao người ta bảo là cái phương trình axit và bazơ luôn luôn xảy ra, tại vì luôn nó tạo ra ở trong đó là có nước. Nước là chất đường ly yếu. Ví dụ như NaOH cộng với HCl tạo thành NaCl cộng với nước. Mặc dù NaCl đâu phải là chất khí, cũng đâu có kết tủa, nhưng nó vẫn xảy ra tại vì có nước là chất đường ly yếu. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta đi sang phần cuối cùng, đó chính là cái phần 9 em nhé. À, cái phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch của chất điện ly. Đây, cái phương trình ion rút gọn này các em nhớ như thế này. Thì đây này, cái chất kết tủa này, điện ly yếu này, chất khí sẽ được giữ nguyên ở dạng phân tử. Khi các em viết phương trình ion á, thì ba cái chất này cứ trong phương trình mà có chất kết tủa này, chất điện ly yếu này, chất khí sẽ được giữ nguyên dưới dạng phân tử, chứ các em không được viết ra dưới dạng ion. Các em hiểu chưa nào? Còn tất cả những chất còn lại nó khác ba này thì em sẽ viết dưới dạng là điện ly ra để tạo thành ion cation và anion, nghĩa là ion âm và ion dương và ion âm, để chúng ta viết phương trình thu gọn. Các em hiểu chưa? Đó. Đó chính là một số kiến thức chúng ta cần nắm ở trong cái chương này. Đó, còn trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở phần bài tập ha, phần bài tập. Nếu mà dài thì thầy sẽ chia thành hai clip, còn nếu mà ngắn thì thầy sẽ làm một clip, các em cứ yên tâm và thầy cũng sẽ quay hết cho các em. Nói chung là phải chia nhỏ ra để làm gì, để các em khi chúng ta xem ở trên điện thoại hay trên iPad hay trên màn hình máy tính hoặc là trên TV, thì các em ngồi trước màn hình thì thầy nói các em là khoảng nửa tiếng là các em sẽ rất là đau đầu các em ạ. Thầy nghĩ chia ra khoảng 15 phút là các em cảm thấy nó không bị chán mà các em sẽ thích học tiếp, có đúng chưa? Ok, cảm ơn các em nhé. Như vậy nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nhé. Cảm ơn em.
Thầy sẽ cố gắng hết sức để dạy cho các em dễ hiểu nhất có thể trong sức lực của thầy. Ok, cảm ơn em. Bye bye. Chào các em nhé.